Anh chị đang tìm nhà vị trí kinh doanh buôn bán hoặc là làm văn phòng công ty thì hãy xem video này nhé. Hôm nay Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà 3 lầu, diện tích ngang 4 dài 13,5m trong một khu dân cư đồng bộ. Trục đường hẻm chính nha anh chị, cách đường Quỳnh Tấn Phát chưa đến 100m. Bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong để mình xem căn nhà này nhé. Rồi, vị trí Toàn đang đứng sẽ là gara đậu xe hơi nha anh chị. Và phía sau lưng Toàn sẽ là không gian phòng khách với diện tích là rộng khoảng hơn 20m², đã được thiết kế trang trí rất đẹp. Căn nhà này được thiết kế theo kiến trúc là không gian mở, thành ra là nhìn rất là sang trọng nha anh chị. Đối diện sofa sẽ là kệ tivi kết hợp với kệ trang trí. Và khu vực bếp với diện tích rộng cũng hơn 20m². Bếp hình chữ L với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng và sẽ tặng kèm một số nội thất nha anh chị. Và vị trí này sẽ là khu vực đặt bàn ăn. Phía sau cùng của căn nhà sẽ là một cái khoảng sân sau làm giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào. Và tại đây chắc chắn sẽ có một cái vệ sinh. Bây giờ Toàn xin mời anh chị tiếp tục di chuyển lên các tầng ở phía trên để mình xem phòng ngủ nhé. Với 4 phòng ngủ thì căn nhà này sẽ thích hợp cho gia đình anh chị có từ 6 cho đến 8 thành viên. Và đây là phòng ngủ phía trước tại tầng 1. Với diện tích rộng khoảng hơn 20m². Tuy nhiên là 4 phòng ngủ bên trong căn nhà này đang được để trống, chưa có nội thất nha anh chị. Và mỗi phòng ngủ là sẽ bố trí một cái vệ sinh riêng biệt luôn. Tương tự thì phòng ngủ phía sau tại tầng 1 cũng vậy, chưa có nội thất và diện tích rộng cũng khoảng 20m². Hai phòng ngủ còn lại tại tầng 2 thì cũng đang được để trống, chưa có nội thất nha anh chị. Toàn sẽ lướt qua và mời anh chị di chuyển thẳng lên tầng 3 luôn nhé. Nếu anh chị đang có nhu cầu tìm nhà mua để cho thuê hoặc là làm văn phòng công ty để mỗi tháng thu nhập có dòng tiền thì hãy chọn căn nhà này rất là phù hợp. Và tại tầng 3 sẽ là khu vực phòng thờ, sân thượng và sân bơi. Và đây chính là thông tin quan trọng nhất của video ngày hôm nay. Diện tích của căn nhà ngang 4 dài 13,5m, 1 trệt, 3 lầu, vị trí tại trục đường Huỳnh Tấn Phát, cách quận 7 khoảng 1,5km thôi nha anh chị. Trên trục đường hẻm chính, có thể kinh doanh buôn bán hoặc là làm văn phòng công ty hoặc ở đều được. Và giá bán của căn nhà này là 6.500.000.000, vẫn còn thương lượng. Và Toàn xin tiết lộ thêm là căn nhà này thích hợp cho anh chị đang chọn hướng đông tứ trạch. Chính xác là nhà này là hướng đông nam nha anh chị. Và anh chị quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ với Toàn theo số điện thoại 0907 657 687. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.